dẫn chúng con buổi học ngày hôm nay. Con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui. Con kính dâng mic đến thầy. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Tam Ma á. Nam mô Sắc Khai á. Dạ, kính lễ Sư Trí Đức cùng chư tôn đức tăng trong room. Dạ, kính chào tất cả quý vị. Rồi, hôm nay tiếp tục ha, tiếp tục chương trình của Vi Diệu Pháp. À, trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo Tóm Tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhaṃ Bhagavantaṃ Apivādemi Svakato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namassāmi Sappatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghaṃ Namāmi Samma Sambuddhammatulaṃ Sassattaṃ Maganuttamaṃ Apivādiyappāsissaṃ Apitammattasanghaṃ. Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Một tài giá, nam mô tam ma giá, nam mô sắc khai giá. Rồi, chương trình cũng muốn tổ như thường lễ ha. Đọc Bali trước rồi sau đó chúng ta học bài. Rồi, xin mời cô Dịch Quỳnh bớt bài cùng thỉnh tất cả quý vị. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khaya. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Trước hết, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư tôn đức quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào thầy kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, bây giờ con cũng xin đọc phần Bali hôm nay ạ. Samuchaya Sangaha Vipago, những phân loại theo Abhidhamma. Dvasattati Vitha Vutta Vattu Dhamma Salakkhana Te Sandaniyata Yogan Bhavatkhami Samuchaya. 72 pháp 1 tâm cộng 12 tâm sở cộng 18 sắc thực tính cộng 1 niết bàn đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói về những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusala Sangaho, Mitsaka Sangaho, Bodhibhakkhiya Sangaho, Sap Ba sằng ga hồ cha ti sa mút cha ya sằng ga hồ cha tup bi thồ quê đi tập bồ toát yếu. Các phân loại phải được hiểu là có bốn. Toát yếu những loại bất thiện pháp, toát yếu những loại pháp hỗn hợp, toát yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ, toát yếu những pháp linh tinh. Ca thằng Akusala sằng ga hệ tà quá chát tà rô a sa hoa ca ma sa hồ pha hoa sa hồ đích thà sa hồ a quýt cha sa hồ. Như thế nào để khởi đầu trong toát yếu những loại pháp bất thiện có bốn hoặc lậu? Một, tham dục, dục lậu. Hai, luyến ái, duyên theo kiếp sinh tồn, hữu lậu. Ba, tà kiến, kiến lậu. Và bốn, vô minh, vô minh lậu. Vậy con đã đọc xong đoạn một. Dạ, kính cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bố bài. Con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ.
Dạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ Thầy Kinh. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Đoạn 2. Chắt ta rô ô kha ca mô khô pha gô khô đít thô khô a quýt chô khô. Có bục lưu: một dục bộc, hai hữu bộc, ba kiến bộc, bốn vô minh bộc. Chắt ta rô yô gà ca ma yô gô pha qua yô gô đít thi yô gô a quýt chà yô gô. Có bốn trói buộc: tứ kết, dục kết, hữu kết, tà kiến kết, vô minh kết. Chắt tà rồ khẳng thà a phích trà cà gia gần thổ già bà đồ cà gia gần thổ xì lắp bá ta bá rà mà sổ cà gia gần thổ y đằng sách trà phi ni quề sổ cà gia gần thổ. Có bốn thắt chặt tứ phược. Một, thắt chặt vào tham dục, tham ái thân phược. Hai, thắt chặt vào oán ghét, sân độc thân phược. Ba, thắt chặt vào lễ nghi và nghi thức sai lầm, giới cấm thủ, giới thủ thân phược. Bốn, thắt chặt vào quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý, ngã kiến thân phược. Chắt tà rồ u bà đà nà, cà mu bà đa nằng, đít thu bà đà nằng, xì lắp bát tu bà đà nằng át ta hòa đu bà đà nằng. Có bốn thủ tứ thủ: một dục thủ, hai kiến thủ, ba giới cấm thủ và bốn ngã chấp thủ. Chân ni vara na ni ca mách chân đà ni vara nằng già bà đa ni vara nằng thì namit tha ni vara nằng út thác cha cúc cúc cha nì quá ra nằng quy chi kích cha nì quá ra nằng a quy cha nì quá ra nằng. Có sáu truyền cái chứng ngại: một tham dục cái, hai sân độc cái, ba hôn thụy cái, bốn trạo hối cái, năm hoài nghi cái và sáu vô minh cái. Dạ con đã đọc bài xong. Dạ con kính tri ân thầy. Dạ cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ, xa thú, kính cảm ơn đạo tràng. Thân mời Hồng Mai. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Kính chào Thầy Kinh, kính chào toàn thể anh chị em trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài. Sắp ta nu sa ya ka ma ra ga nu sa yo pha wa ra ga nu sa yo pa ti kha nu sa yo ma na nu sa yo di tha nu sa yo vi chi ki cha nu sa yo a vi cha nu sa yo. Có bảy tùy niên: tùy niên tâm tánh ngủ ngầm, ái dục tùy niên, ái hữu tùy niên, phận uất tùy niên, ngã mạn tùy niên, tà kiến tùy niên, hoài nghi tùy niên và vô minh tùy niên. Đá xá sằng dô cha nà ní cà má rà gá sằng dô cha nằng rù pa rà gá sằng dô cha nằng à a rù pa rà gá sằng dô cha nằng ta tích khà sằng dô cha nằng mà ná sằng dô cha nằng dít tí sằng dô cha nằng xì lá bát tắp pa rà mà xá sằng dô cha nằng vi chích kích chà sằng dô cha nằng ô thấp chá sằng dô cha nằng a huyết chà sằng dô cha nằng xuất tàm tề. Theo kinh tạng có 10 thắng thúc triền gây trói buộc: một ái dục triền, hai ái sắc triền, ba ái vô sắc triền, bốn phận uất triền, năm ngã mạn triền, sáu tà kiến triền, bảy giới cấm thủ triền, tám hoài nghi triền, chín phóng dật triền và 10 vô minh triền. A pa ra ni đa sa sằng dô cha nà ni ca ma ra ga sằng dô cha nằng pha qua ra ga sằng dô cha nằng pa ti kha sằng dô cha nằng mà na sằng dô cha nằng di thi sằng dô cha nằng si lắp ba tắp pa ra ma sa sằng dô cha nằng vi chi kích chà sằng dô cha nằng ít xà sằng dô cha nằng mắt chá ri giá sằng dô cha nằng
Avijja Sangyo Cha Nang Avithamne. Theo vi diệu pháp Avithamma có 10 thắng thúc dây trói buộc khác. 1. Luyến ái duyên theo dục lạc. 2. Luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn. 3. Sân hận. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm. 7. Hoài nghi. 8. Ganh tị. 9. Sang tham và 10. Vô minh. Dasakile sa lo pho do so mo ho ma no vichikicca thi năng uthacchan ahirikan andottappan. Có 10 ô nhiễm phiền não. 1. Tham ái. 2. Sân hận. 3. Si mê. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Hoài nghi. 7. Hôn trầm. 8. Phóng dật. 9. Không hổ thẹn tội lỗi. Và 10. Không sợ hậu quả của tội lỗi. A sa wa di su ta net tha ka ma pha wa na me na tap ba thu ka tăng hà a di pe ta si lắc ta 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 ma so y đăng sắp trà phí ni huê sô áp ta hòa đu bà đà nằng chát ta thà ta hòa tăng lít thi gắt ta mề quá ta vút chát tí. Nơi đây trong sự phân loại các ô nhiễm vân vân, câu luyến ái duyên theo dục lạc và luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn hàm xúc lòng tham ái dựa trên đó. Cùng thế ấy, chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm, quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý và chấp thủ thuyết luân hồn trường cũ chỉ hàm ý là những tà kiến liên hệ. Dạ, con đã đọc xong. Kính tri ân thầy, cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã post bài. Xin mời được kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính chào thầy Kim. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài. Samuchaya Sangraha Vipago. Những phân loại theo Avithamma Dvasattativitha Putta Vattuthamma Salakkhana Te Sang Dani Yatha Yogang Bhakkhami Samuchayang. 72 pháp, một tâm, 52 tâm sở, 18 sắc thực tính và một niết bàn đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói về những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusala sangaho, misaka sangaho, bodhipakkhiya sangaho, sappasa gaho, jati samuccaya sangaho, chatubbiddho vedittabbo. Tóm yếu, các phân loại phải được hiểu là có bốn. Tóm yếu, những loại bất thiện pháp. Tóm yếu, những loại pháp hỗn hợp. Tóm yếu, những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ. Tóm yếu, những pháp đinh tinh. Các thằng akusala sangahe tawa chattaro asawa kama savo pawa savo ditta savo avicca savo. Như thế nào? Để khởi đầu, trong toát yếu những loại pháp bất thiện có bốn hoặc lậu. Một, tham dục, dục lậu. Hai, luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, hữu lậu. 3. Tà kiến, kiến lậu. Và 4. Vô minh, vô minh lậu. Dạ, con đã đọc xong, con sai, con xin thầy sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con xin đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Trầm Mà Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ trong đạo tràng. Con kính lễ thầy Kinh và con kính chào đạo tràng. Dạ. Con cảm ơn đạo tràng đã cho mình tự biết là âm thanh rõ hôm nay. Con xin đọc tiếp bài học hôm nay. Dạ, con cảm ơn Sister Quỳnh đã post bài học lên ạ. Số 2.
Chattaro Oka Kamo Kako Fawoko Diktoko Awichoko. Có bốn bọc lưu: một dục bọc, hai hữu bọc, ba kiến bọc, bốn vô minh bọc. Chattaro Yoga Kama Yoga Phawa Yoga Ditthi Yoga Avijja Yoga. Có bốn rối buộc: tứ kết, dục kết, hữu kết, tà kết, tà kiến kết, vô minh kết. Chattaro Gantha Avijja Kaya Gantha Tho và Bado Kaya Gantho Silapatapara Maro Kaya Gantho Idang Sakcha Finiweso Kaya Gantho. Có bốn thắt chặt tứ phược. Một, thắt chặt vào tham dục, tham ái, thân phược. Hai, thắt chặt vào quán két, sân độc, thân phược. Ba, thắt chặt vào lễ nghi và nghi thức sai lầm, giới thủ, thân phược. Bốn, thắt chặt vào quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý, ngã kiến, thân phược. Chattaro Upadana Kamupadanang Dittupadanang Silap Patupadanang Attavadupadanang. Có bốn chấp thủ, tứ thủ: một, dục thủ; hai, kiến thủ; ba, giới cấm thủ; và bốn, ngã chấp thủ. Chani Varana Nika Mắc Chành Dani Varanang Ya Bà Dani Varanang Thì Nam Mích Thằng Nì Varanang Út Thắc Chá Khúc Khúc Chành Nì Varanang Quy Chí Cắt Chà Nì Varanang Awicca Nì Varanang. Có sáu truyền cái, chướng ngại: một, tham dục cái; hai, sân độc cái; ba, hôn thùy cái; bốn, trạo hối cái; năm, hoài nghi cái; và sáu là vô minh cái. Dạ, con có đã đọc bài xong. Con muốn xin kính tri ân thầy kinh. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Bây giờ mình từ mời bàn tay của vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ quý sư, kính lễ thầy, kính lễ quý cô tu nữ và kính chào đạo tràng. Con xin được đọc tiếp. Sattā nusayā kāmarā gā nusayō pāvagā gā nusayō patikhā nusayō mānā nusayō dittha nusayō viccikicchā nusayō avicchā nusayō. Có bảy tùy miên: tiềm miên, tâm tánh ngủ ngầm. Thứ nhất, ái dục tùy miên. Thứ hai, ái hữu tùy miên. Thứ ba, phẫn uất tùy miên. Thứ tư, ngã mạn tùy miên. Thứ năm, tà kiến tùy miên. Thứ sáu, hoài nghi tùy miên. Và thứ bảy là vô minh tùy miên. Đa xá sầm dồ chá nà ní cà má rà gá sầm dồ chá nằng rù bát rà gá sầm dồ chá nằng á rù bà á rù bà á rù bát rà gá sầm dồ chá nằng bát tiết khá sầm dồ chá nằng mà na sầm dồ chá nằng đít tí sầm dồ chá nằng xì lấp bát tá bá rà mà sa dạ sầm dồ chá nằng vít chí kít chà sầm dồ cha nàng út đắc cha sầm dồ cha nàng á vít chà sầm dồ cha nàng sút tần tê. Dạ, theo kinh tạng có 10 thằng thúc
triền, dây trói buộc. Thứ nhất, ái dục triền. Thứ hai, ái sắc triền. Thứ ba, ái vô sắc triền. Thứ tư, khuẩn uất triền. Thứ năm, ngã mạn triền. Thứ sáu, tà kiến triền. Thứ bảy, giới cấm thủ triền. Thứ tám, hoài nghi triền. Thứ chín, phóng dật triền. Thứ mười, vô minh triền. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân sư, kính tri ân thầy. Để kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã post bài. Kính cảm ơn đạo tràng, con xin xuống mít nhường cho vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào thầy Kinh và đạo tràng, con xin phép được đọc bài tiếp. Apparanidasa sanyojjanani kamaraga sanyojjanang bhavaraga sanyojjanang phatika sanyojjanang mana sanyojjanang dinthi sanyojjanang silambata parama sanyojjanang vichikicca sanyojjanang issa sanyojjanang mancariya sanyojjanang avicca sanyojjanang avithamme. Theo vi diệu pháp avithamma có 10 thắng thúc dây trói buộc khác: một, luyến ái duyên theo dục lạc; hai, luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn; ba, sân hận; bốn, ngã mạn; năm, tà kiến; sáu, chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm; bảy, hoài nghi; tám, ganh tị; chín, sang tham; và mười, vô minh. Dasa kelesa lobho dosho moho mano dinthi vichikicca thinang uttacchang ahirikang anottapang. Có 10 ô nhiễm phiền não: một, tham ái; hai, sân hận; ba, si mê; bốn, ngã mạn; năm, tà kiến; sáu, hoài nghi; bảy, hung trầm; tám, phóng dật; chín, không hổ tội lỗi; và 10, không sợ hậu quả của tội lỗi. À sa wa ti su pa nen tha ka mam pha wa na me na tam ban thu ka tang ha áp phin đề ta si lâm ba ta pa ra ma su y đẳng sanh cha phi ni huệ su an ta wa du pa na năng chát ta tha pháp quán tăng đinh thi ga ta mê wa phát vút chát ti. Nơi đây trong sự phân loại các ô nhiễm vân vân, cầu luyến ái duyên theo dục lạc và luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, hàm suốt lòng tham ái dựa trên đó, cũng thế ấy chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm, quan kiến độc đoán tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý và chấp thủ thuyết linh hồn trường cũ, chỉ hàm ý là những tà kiến liên hệ. Dạ con kính tri ân quý sư và thầy và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Kính lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng, lễ quý bà quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Kính chào thầy Kinh ạ. Bắt đầu đọc khúc chỗ nào cô Nhật Quỳnh bớt bài gì mà cô Nhật Quỳnh? Dạ, rồi cảm ơn cô Nhật Quỳnh ạ. Samuchaya sankhaya vipago, những phân loại theo Abhidhamma. Dosata vitha vutta vithuthamma salakhanate sandaniyatha yogang Pavakkhami Samuchayang, 72 pháp một tâm
cộng 52 tâm sở, cộng 18 sắc thực tính, cộng 1 niết bàn đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói về những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusala Sangaho, Saka Sangaho, Bodhipakhi, Ya Sangaho, Sapa Sangaho, Chati Samut, Chaya Sangaho, Chatup, Chatup, Itho, Về Titapo, tóc yếu các loại phân loại được hiểu có bốn. Tóc yếu những loại bất thiện pháp, tóc yếu những loại pháp hỗn hợp, tóc yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ, tóc yếu những pháp linh tinh. Ca thằng Akusala Sangahe Tavachataro Asava Kama Savo Phava Savo Dittha Savo Avicca Savo. Như thế nào để khởi đầu? Trong tóc yếu những loại pháp bất thiện có bốn hoặc lậu. Một, tham dục, dục lậu. Hai, luyến ái, dương theo kiếp sinh tồn, hữu lậu. Ba, tà kiến, kiến lậu. Và bốn, vô minh, vô minh lậu. Dạ, sa thú, sa thú. Con kính tri ân ngài, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bốt bài, kính chào đạo tràng. Con xin kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ cô tu nữ Phước Hạnh và con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài đoạn 2. Chattaroka moho phawaho dit thô khô awich chô khô. Có bốn bậc lưu: một bậc dục bậc, hai hữu bậc, ba kiến bậc, bốn vô minh bậc. Chát ta rô rô ga ca ma rô gô pha qua rô gô đít thi rô gô awich chà rồ gồ. Có bốn trói buộc: tứ kết, dục kết, hữu kết, tà kiến kết. Tà kiến kết, dục kết, hữu kết, tà kiến kết, vô minh kết. Chát tà rồ gần thà a phình chà cà ra gần thô quỳ ra ba đồ cà ra gần thô xì lát ba ta bà ra mà thổ cà ra gần thổ y đằng sách cha phí đề quê sổ ca gần ca gia gần thổ. Có bốn thắt chặt tứ phược: một chặt tham dục tham ái thân phược, hai thắt chặt vào oán ghét dân độc thân phược, ba thắt chặt vào lễ nghi và nghi thức sai lầm giới thủ thân phược, bốn thắt chặt vào quan kiến độc đoán tin chắc rằng chỉ có dây đây là chân lý ngã kiến thân phược. Chát tà rồ u ba đà nà cà mu bà đà đa nằng ít thu bà đà nằng si là sila sila bà tu bà đà nằng át tà hòa tu bà đà nằng. Có bốn chấp thủ: tứ thủ, một dục thủ, hai kiến thủ, ba giới cấm thủ và bốn ngã chấp thủ. Cha ni qua ra ni ca mách cha đàn ni qua ra nằng quy ra bà đa ni qua ra nằng thi na mít
Thina met thì na qua ra nàng u tha cha cúc cha ni qua ra nàng quích chi kích cha ni qua ra nàng a quích cha ni qua ra nàng có 6 triển cái chướng ngại: 1 tham dục cái, 2 sân độc cái, 3 hôn thị cái, 4 trạo hối cái, 5 hoài nghi cái và 6 vô minh cái. Dạ con kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bóp bài. Dạ con xin kính mời vị kế tiếp. Con xin xuống mic ạ. Dạ con xin đảnh lễ chư tôn đức tăng ni ở trong room. Con xin kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ con xin được đọc ạ. Phát ta nu sa ya ca ma ra ga nu sa yo phát ta u ra ga nu sa yo phát ti ca nu sa yo ma na nu sa yo dít ta nu sa yo vi chi ki ca nu sa yo Avijja Nusa Yo, có 7 tùy miên, tiềm miên, tức tâm tánh ngủ ngầm. 1. Ái dục tùy miên. 2. Ái hữu tùy miên. 3. Phẫn ức tùy miên. 4. Ngã mạn tùy miên. 5. Tà kiến tùy miên. 6. Hoài nghi tùy miên. Và 7. Là vô minh tùy miên. Asa samyojana ni kama raga samyojana rupa raga samyojana arupa raga samyojana patika samyojana mana samyojana ditti samyojana silabbata Rama Sangyojanam Vichikicca Sangyojanam Uddaccha Sangyojanam Avijja Sangyojanam Suttante. Theo kinh tạng, có 10 thần thúc, tức triền hay dây trói buộc. 1. Ái dục triền. 2. Ái sắc triền. 3. Ái vô sắc triền. Phẫn uất triền. 5. Ngã mạn triền. 6. Tà kiến triền. 7. Giới cấm thủ triền. 8. Hoài nghi triền. 9. Phóng dật triền. Và 10. Vô minh triền. Dạ con đã đọc xong. Xin cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Và nguyên như con xin kính lãnh lễ ngài Trí Đức, con xin kính lễ thầy kinh Milanda và con xin chào chị Nhung, xin chào cô Meta, xin chào cô Hồng Mai, xin chào cô Nancy, con xin kính chào đạo tràng ạ. Và con xin đọc bài ạ. Appara Nidasas Samiyo chana nikamara gasamiyo chanang pawara gasamiyo chanang patikasamiyo chanang manasamiyo chanang dittisamiyo chanang silapataparama sasamiyo chanang vichikicca samiyo chanang issa samiyo chanang macchariya samiyo chanang Avijja Samiyo Chanang Afithamme. Theo vi diệu pháp Afithamma, có 10 thần thúc dây trói buộc khác. 1. Luyến ái duyên theo dục lạc. 2. Luyến ái duyên kiếp sinh tồn. 3. Sân hận. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm. 7. Hoài nghi.
8 ganh tị, 9 sang tham và 10 là vô minh. Dasakilesa lofo doso moho mano dithi vichikicca thi nan uttacchan ahivikan anattappan. Có 10 ô nhiễm phiền não: 1 tham ái, 2 sân hận, 3 si mê, 4 ngã mạn, 5 tà kiến, 6 hoài nghi, 7 hôn trầm, 8 phóng dật, 9 không hổ thẹn tội lỗi và 10 không sợ hậu quả của tội lỗi. Asawa di subat banatha kamaphawana me natap batthuka tanha athibeta silap batabara ma so i đằng sắc trà phi ni quê so atawa dubada nang chatatha bhavattang dithigatame vapavuchati. Nơi đây, trong sự phân loại các ô nhiễm vân vân, câu luyến ái duyên theo dục lạc và luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, hàm xúc lòng tham ái dựa trên đó cùng thế ấy, chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm, quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý và chấp thủ thuyết linh hồn trường cửu chỉ hàm ý là những tà kiến liên hệ. Dạ thưa con đã đọc xong, và dạ con xin tri ân cô Nhật Quỳnh đã post bài. Con xin kính xin tri ân thầy, và dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con xin kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ con xin chào thầy kinh và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc bài. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài ạ. Sambucchaya Sangaha Vipago, những phân loại theo Abhidhamma. Đoà sát ta quý thí, đoà sát ta quý thà quýt tà quát thú thầm mà xá lắc khá nà tê sàng đà ní giá thà dồ gần báo quát khà mi xá múc chá dần. 72 pháp, một tâm cộng 52 tâm sở cộng 18 sắc thực tính cộng một niết bàn đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói về những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusala sangahu, misaka sangahu, bodhipakkhisya sangahu, sappasangahu, catisamuccaya sangahu, chatuppithu veditappu. Tóm yếu các phân loại phải được hiểu là có 4. Tác yếu những loại bất thiện pháp, tác yếu những loại pháp hỗn hợp, tác yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ, tác yếu những pháp linh tinh. Các thằng Akusala sangahi ta vachata ro asawa kama sawu phawa sawu ditha sawu avicca sawu. Như thế nào? Để khởi đầu trong tác yếu những loại pháp bất thiện có 4 hoặc lậu. 1. Tham dục, dục lậu. 2. Luyến ái, duyên theo kiếp sinh tồn, hữu lậu. 3. Tà kiến, kiến lậu. Và 4. Vô minh, vô minh lậu. Dạ thưa con đã đọc xong. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ con kính đảnh lễ sư Tuệ Đức vừa vào râm ạ. Con xin phép được xuống mít, con kính dâng mít lại cho đạo tràng ạ. Dạ sa thú, kính cảm ơn Châu Nguyễn.
Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Tha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn chị Mita, Kim Nhung và Châu Nguyễn cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Tự Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhục Quỳnh kính lễ cô tu nữ, Nhục Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, cảm ơn Văn Thanh. Nhục Quỳnh với anh chị em đạo hữu. Dạ, Châu Nguyễn mất bài hả Châu Nguyễn ha. Dạ, con xin được đọc đoạn 2. Chattaro Okha Kamogo Phakwo Kho Ditho Go Ditho Kho Awicho Kho. Có 4 mật lưu: 1. Dục bọc, 2. Hữu bọc, 3. Kiến bọc, 4. Vô minh bọc. Chattaro Yoga Kamayogo Phakwayogo Ditho Thế Yoga Avijja Yoga. Có 4 đối buộc: tứ kết, dục kết, hữu kết, tà kiến kết, vô minh kiến kết. Chattaro Gandha Avijja Kayagandha Ya Bado Kayagandha Silabbatabaramaso Kayagandha Y đằng sạch trà phi ni quê sơ ca cho gành thơ. Có 4 thắt chặt tứ phược. 1. Thắt chặt vào tham dục, tham ái thân phược. 2. Thắt chặt vào án ghét, sân độc thân phược. 3. Thắt chặt vào lễ nghi và nghi thức sai lầm, giới thủ thân phược. 4. Thắt chặt vào quan kiến độc đoán tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý ngã kiến thân phược. Chattaro Upadana ka ba đa năng địch thi ba đa năng si lắp bát tu ba đa năng át ta hòa đu ba đa năng. Có 4 chấp thủ: tứ thủ, 1. Dục thủ, 2. Kiến thủ, 3. Giới cấm thủ và 4. Ngã chấp thủ. Chani Varanani Kamachandani Varanang Và Badani Varanang Thì Namitini Varanang Vuthat Chakuchani Varanang Vichikichani Varanang Avichani Varanang. Có 4, có 6 triền cái chướng ngại: 1. Tham dục cái, 2. Sân độc cái, 3. Hôn thị cái, 4. Trạo hối cái, 5. Hoài nghi cái và 6. Vô minh cái. Nam mô Bụt Tha Dạ. Đã, con đã đọc hết đoạn 2. Con thành kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Thầy Kinh, kính cảm ơn Đạo Tràng. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tăng vừa quan lâm vào Đạo Tràng. Dạ, kính mời vị nào chưa đọc bài, kính mời bằng tay ạ. Dạ, con xin phép được xuống mít, con cũng xin phép rồi rung rồi con trở lại nghe cái máy con. Bữa nay cái bằng con thấy bằng tay Kim Nhung suốt luôn à, mà tại vì con biết là máy con chứ không phải Kim Nhung đưa tay, nên con xin phép chạy ra rồi chạy vào lại ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, không ai cầm mic lấy gì nghe Hoàng Thanh ơi. Dạ, chắc là không còn vị nào trả nghe bài nữa rồi thầy ơi. Dạ Nhật Quỳnh, Hoàng Thanh có cái trả bài không? Hoàng Thanh có trả bài không thì Nhật Quỳnh mời bằng tay. Alo.
Hoàng Thành có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, mời Hoàng Thành nha. Mời Châu Nguyễn bớt bài giùm nha Châu Nguyễn. Dạ cô, con đọc bài rồi ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo ạ. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng quý cô tu nữ ạ. Con kính chào quý đạo hữu. Con kính chào thầy kinh. Con Châu Nguyễn cho mình xin bài với. Con xin đọc ạ. Sát ta nu sa ya ka ma ra ga nu sa yo pha ga pha wa ga ra pha wa con bị trôi pha wa ra ga nu sa yo pa ti kha nu sa yo ma na nu sa yo di tha nu sa yo wi chi wi chi ki cha nu sa yo wi A quy trà nu sa dô có bảy tùy miên, tiềm miên tâm tánh ngủ ngầm. Ái dục tùy miên, ái hữu tùy miên, phẫn uất tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, tà kiến tùy miên, vô minh tùy miên ạ. Đa sa 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 dô cha na ni ca ma ra ga sam sang jo cha nang ru pa ra ga sam sang jo cha nang a ru pa ra ga sang jo cha nang pa ti kha sa sam sang jo cha nang ma na sang jo cha nang di ti sang jo cha nang si la ba ta ba Rama sa sa mi yo cha nang vi chi ki cha sang yo cha nang utha cha sang yo cha nang vi a vi cha sang yo cha nang sut tan pe. Theo kinh tạng có 10 tháng thúc triền dây trói buộc: một ái dục triền, hai ái sắc triền, ba ái vô sắc triền, 4 phẫn uất triền, 5 ngã mạn triền, 6 tà kiến triền, 7 giới cấm thủ triền, 6 tà kiến triền, giới cấm thủ triền, 8 hoài nghi triền, 9 phóng dật triền và 10 vô minh triền. Kính cảm ơn Châu Nguyễn, con đã đọc xong ạ. Con có sai, con xin thầy và quý đạo hữu sửa cho con xin xuống mic, xin mời được kế tiếp ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa Di Đà. Dạ kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, trong rộng kính chào tất cả quý vị. Dạ nghe rõ không ạ? Hello, hello. Rồi, ok. Rồi, ai tình nguyện giơ tay đọc cái bài từ rồi, ai cao. Rồi, mời cô Hồng Dung. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con kính lễ quý sư, con kính lễ thầy. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con kính lễ quý cô tu nữ. Dạ, con xin đọc bài ngày 10 tháng 9 năm 21. Một, dục lậu, cà mà sa vồ. Ái luyến theo dục lạc, ngũ trần quá sâu đậm. Đắc tam đạo mới dứt trừ. Dục lậu xuất hiện trong các cõi dục là nhân đưa tái sanh trong các cõi dục. Không có các cõi, không có dục lậu ở các cõi phạm thiên. Các vị phạm thiên do áp chế tham dục, ly dục, đắc thiền, sanh về phạm thiên giới. Pháp nào đối với các dục là sự mong muốn, dục, tham luyến dục, vui thích dục, ái luyến dục, luyến thương dục, nôn nóng dục, hôn mê dục, quyến luyến dục, đây là dục ô nhiễm. Về chi pháp, tâm sở tham có trong 8 tâm tham. 8 tâm tham nhân với 5 trần cảnh bằng 40. 40 nhân 2
là nội phần và ngoại phần bằng 80, 80 nhân 3 thời bằng 240 dục lậu. Về hữu quả sắc vô, ái luyến theo đời sống thuộc các cảnh trời sắc giới và vô sắc giới. Hữu trong 12 nhân duyên có 2. Nghiệp hữu là những sở hành tạo nghiệp sẽ cho quả về sau, đó là 29 tâm gồm 12 bất thiện, 8 đại thiện và 9 thiện đáo đại. Về sanh hữu là các cảnh giới tái sanh trong tương lai có ở 31 cõi. Theo giới vức có 3, dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Theo uẩn có 3 là ngũ uẩn hữu, nhất uẩn hữu, tứ uẩn hữu. Theo tưởng có 3, hữu tưởng hữu, vô tưởng hữu, phi tưởng phi phi tưởng hữu. Sự tái sanh trong bất kỳ cảnh giới nào đều được xếp vào loại hữu lậu. Pháp nào đối với các hữu là sự mong muốn hữu, tham luyến hữu, vui thích hữu, ái nhiễm hữu, luyến thương hữu, nôn nóng hữu, hôn mê hữu, quyến luyến hữu, đây là hữu ô nhiễm. Sự chấm dứt hữu lậu chỉ đến khi chứng đắc tứ đạo, dục lậu thì chấm dứt ở tam đạo. Chi pháp là tâm sở tham trong 4 tâm tham ly tà. Hữu lậu có mặt ở 27 cõi trừ 4 cõi khổ. 4 tâm tham 27 cõi bằng 108 hữu lậu. 3 là kiến lậu, Ditta Sabo. Tà kiến chấp chặt theo 62 kiến chấp lầm lạc. Nhân sanh tà kiến có 3. A, do nhớ lại những vị đặt chứng túc mạng thông có 3 vấn đề. Đại ngã thường hằng là do tu đắc thiền vô sắc và sắc. Tiểu ngã vô thường là ở cõi người, dục giới. Vô nhân sanh là kiếp trước là người vô tưởng. Đó là do sự hiểu sai, do nhớ lại, gọi là tưởng điên đảo. Sành nhá huy bà là sắc. B là do thấy, là những vị đạt sanh tử thông. Chúng sanh chết ở cảnh giới này, tái sanh cảnh giới khác, có 2 vấn đề. Vấn đề 1, một phần thường, một phần vô thường. Chết còn tái sanh, sanh các cảnh giới hữu sắc. Chết không còn tái sanh, sanh về cõi vô sắc. Vấn đề 2 là vô quả kiến, chết sanh nghịch. Ác nghiệp nhưng sanh về nhàn cảnh, thiện nghiệp nhưng sanh về đọa xứ. Và cho là gieo nhân mà không có kết quả như ý. Đó là do sự hiểu sai, do thấy, gọi là kiến điên đảo. Ditthi quy bàn là sắc. C, do suy luận. Một số sa môn, bà la môn là nhà suy luận. Sau khi phân tích rồi tuyên, thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên. Là do sự hiểu sai, do suy tư, gọi là tâm điên đảo. Chitta quy bàn là sắc. Chi pháp là tâm sở tư, cộng 4 tâm tham tà kiến. 4 tham hợp tà, nhân với 62 tà kiến, được 248 kiến lậu. Dạ, đó là nội dung bài ngày 10 tháng 9. Dạ, con kính tri ân thầy, con xin xuống mic ạ. Chào hữu, cảm ơn cô Kim Dung. Giờ khỏe ha, lên đọc giọng càng lúc càng mạnh mẽ ha. Có bị Covid nó giật. Rồi, chúc mừng. Rồi, giờ trước khi học tiếp ha. Trước khi học tiếp có câu hỏi nè, giờ câu hỏi gì? Rồi, mời lên đi hỏi giờ đi. Dạ, con thưa thầy, con có câu hỏi. Con có câu hỏi là ở cái phần mà hữu lậu, thưa thầy, thì thầy ghi là hữu lậu có mặt trong 27 cõi trừ 4 cõi khổ. Nhưng mà nếu mà xét theo về cái phần nghiệp hữu, mà những sở hành mà tạo nghiệp gồm 29 tâm là có 12 bất thiện, 8 đại thiện, thì những cái tâm này cũng có thể cho ra cái quả là quan sát thọ xả, quả bất thiện thì cũng có thể về cõi khổ. Thế nhưng mà với
với lại cái phần sanh hữu thì thầy cũng có nhấn mạnh là sanh hữu có trong 31 cõi, nhưng mà cái phần ở chi pháp thì thầy lại nói là hữu lậu chỉ có trong 27 cõi. Thì cái này con xin thắc mắc. Cái thắc mắc thứ hai nữa là cái phần mà kiến lậu về phần chi pháp đó, thưa thầy, thì thầy chỉ nói là tâm sở tư trong bốn tâm tham tà kiến, mà con thì không thấy cái chỗ mà tâm sở tà kiến, thì không biết có phải con ghi sai hay không, ghi thiếu không. Dạ con thấy con không có cái chỗ tâm sở tà kiến ạ. Dạ con có hai câu đó thôi, con kính thỉnh thầy giải thích giúp con kính tri ân thầy. Rồi, xa đâu. Rồi, về cái hữu lậu thì bốn cõi khổ làm sao có, đang bị đày đọa khổ làm sao có cái tâm mong muốn được sanh về cõi sắc giới, vô giới đâu có vô thiền trong đó được ha. Còn những cái chi pháp kia là nó nói chung chung như thôi ha. Còn về cái cõi mà những bốn cõi khổ đó thì không thể có khởi cái sự mong muốn để mà được tu thiền, hành thiền gì đó. Không có bốn cõi khổ, không có gì đó. Và cái chi pháp ta bỏ nó ra, cái đó nằm thuộc bên dục giới luôn, nằm ở bên dục lậu luôn, nằm chung trong cái dục lậu. Được chưa? Nó bây giờ rồi. Còn cái chi pháp về kiến lậu á thì là tâm sở tư cộng bốn tham tà kiến, thì bốn tham tà kiến là ta nói chung là có tà kiến đó rồi ha, tức là mình có thể ghi rộng thêm là tâm sở tư cộng tâm sở tà kiến đồng sanh trong bốn tham tà kiến cũng được, bốn tham tà kiến. Được chưa? Mình ghi động nó thêm xíu là mình hiểu liền, cũng vậy thôi. Bốn tham tà kiến là đã có tà kiến trong rồi, được không? Không được không? Rồi, ok, xa thôi. Rồi giờ trước khi học tiếp về cái phần tiếp theo, giờ có vài câu hỏi để ôn bài, ôn chút ha. Giờ mỗi kỳ mà vô học thì chúng ta sẽ cho vài câu hỏi để ôn lại cho mình nắm lại rõ mà nó lộn xộn. Rồi ai ghi thư ký đó rồi? Mặt chưa? Số 1. Có bao nhiêu thực tính pháp? 7. Phi thực tính pháp. 7. Có bao nhiêu thực tính pháp, phi thực tính pháp và chế định pháp? Kể ra. Có bao nhiêu, ghi kịp chưa? Thực tính pháp, phi thực tính pháp và chế định pháp. Rồi giờ xin mời đây có ai đây nhà kêu điểm danh cái này điểm danh lên liền. Rồi mời cô Meta, kính lão đắc thọ tiếng ha, mời cô Meta. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, trước hết cái thầy mới vô thầy kêu con là con rung rồi thầy. Dạ. Trước hết con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Lại câu thứ nhất rồi. Có bao nhiêu thực tính pháp, phi thực tính pháp và chế định pháp kể ra. Và con nhớ lại thì con thấy là thực tính pháp thì có 18, phi thực tính pháp thì có 10, và coi chừng trật nữa. Thực tính pháp, còn pháp thực tính và rồi phi thực tính pháp và chế định pháp.
Thôi con biết cái phần mà chế định pháp đó thì là 13. À, được chia ra làm hai là danh chế định và nghĩa chế định. Cái nào con biết thì con nói trước. Danh chế định thì gồm có danh chơn, phi danh chơn, danh chơn, phi danh chơn, phi danh chơn, danh chơn, danh chơn, danh chơn, phi danh chơn, phi danh chơn. Rồi phần nghĩa chế định thì gồm có hình thức chế định, hiệp thành chế định, chúng sanh chế định, thời gian chế định, hư không chế định, phương hướng chế định và hình tướng chế định. Còn phần bao nhiêu thực tính pháp thì để con nghĩ lại thầy. À, nãy con nói 18 thực tính pháp đó chắc là không phải. Cái đó là 18 sắc thực tính và 10 cái sắc phi thực tính. Còn thực tính pháp thì dạ cái này con bí rồi thầy. Dạ thôi con hết, con xin thầy chỉnh sửa cho con ạ. Con bí cái phần thực tính pháp rồi. Thực tính pháp. Dạ con xin trả mic lại cho đạo tràng. Con xin thầy chỉnh sửa cho con ạ. Rồi, xa thứ, xa thứ. 5 điểm, 5 điểm. Rồi, giờ mời cô Hồng Mai ơi, lên coi. Mời cô Hồng Mai lên trình bày chi tiết coi. Mời cô Mai nha. Dạ thưa thầy, cái này là con xin thua luôn, con bí lù luôn ạ. À. Xin mời. Gì trời, chưa chừng bí lù trời, không kiểu này chết rồi. Nguyên Như khoan hả? Vậy mời cô Nancy trước đi. Mời cô Nancy trình bày. Dạ, dạ. Về phần thực tính pháp á, thì gồm có 1 tâm, 52 tâm sở, 18 sắc pháp, 1 niết bàn, tổng cộng là 72 pháp thực tính. Rồi phần pháp phi thực tính thì gồm có 10, đó là 10 sắc pháp phi thực tính. Kể ra là gồm có hư không, thân biểu tri, ngữ biểu tri, khinh nhu, thích nghiệp, 3 cái sắc đặc biệt đó. Và 4 cái sắc tư tướng, sanh tiếng, dị diệt. Còn về phần pháp chế định. Pháp chế định ấy, thì như hồi nãy cô Mita nói đó, là gồm có 6 danh định và 7 nghĩa chế định. 6 danh chế định thì gồm có là danh chơn, rồi phi danh chơn, rồi danh chơn, phi danh chơn, phi danh chơn, danh chơn, phi danh chơn, phi danh chơn, và danh chơn, danh chơn. Rồi nghĩa chế định thì gồm có hình thức chế định, hiệp thành chế định, chúng sanh chế định, thời gian chế định, hư không chế định, phương hướng chế định và hình tướng chế định. Còn cái phần đầu mà mấy cái pháp thực tính đó thì chắc là con khỏi kể, vì nếu như kể cái pháp 72 pháp thực tính đó thì chắc ai cũng biết hết trơn rồi, chỉ trừ có 18 cái sắc pháp phi thực tính, cái 18 sắc pháp thực tính thì con kể là gồm có đất, nước, lửa, gió, nhãn, năm cái sắc thần kinh là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Và còn có 4 cái sắc cảnh giới, sắc thân khí vị, 2 sắc tính nam nữ và sắc ý vật,
sắc mạng căn và sắc vật thực. Dạ. Dạ con xin chấm dứt ạ. Ơi, xa thú. À, 10 điểm ha, 10 điểm. Cô Meta nắm lại được chưa? Alo. Cô Meta nắm được chưa? Cô Meta đâu rồi? Rồi thầy Nguyễn Như lên trình bày về cái 72 pháp thực tính lần nữa cho cô Meta nắm lại lần nữa. Như vậy quý vị nào chưa nắm được nắm lại luôn ha. Mình phải cho ôn lại cho chắc ha. Rồi mời Nguyễn Như. Dạ thưa thầy, con có thắc mắc cái chỗ đó thưa thầy, là cái chỗ thầy hỏi là cái phi thực tính pháp đó, nó có đồng nghĩa dưới cái pháp thực tính phụ không thưa thầy? Cái đó là một tự gì nhiều khi sách nó để khác mà con muốn hỏi thầy cái đó cho chắc ăn đó thưa thầy. Dạ con xin xuống mít ạ. Thực tính phụ là gì? Làm những cái chuyện phụ đó, làm những cái chuyện thực tính phụ đó. Rồi mời lên. Dạ mà cái là cái gọi là cái sắc phụ của sắc pháp đó thưa thầy, ở trong sách này nó gọi là 10 pháp thực tính phụ, là theo chú giải ghi như vậy thưa thầy, là kể lấy từ sắc vô giới cho tới sắc vô thường luôn thưa thầy. Thì người ta muốn đặt gì ta đặt, mình cứ biết là nó là không phải là thực tính pháp, mình kêu là phi thực tính vậy đó, như thực tính phụ vậy. Nó là phải thực tính phụ, phụ tức là có, tức là có thực tính. Mặc dù nó phụ nhưng mà nó cũng có, còn này nó không có mà lấy gì phụ. Lên chia đi, chia cái cho người ta học lại ôn cái đó, rồi tính sao cho quý vị nào chưa nắm được cái 72 pháp thực tính đó, đọc lại cho nắm lời được đó. Dạ con thưa thầy, dạ con hiểu ý Nguyên Như đó thưa thầy. Dạ tại vì bữa trước cái lớp mà có ôn bài thì mà nói theo sách của ngài Hòa thượng Tịnh Sự thì là có 70 pháp thực tính, đó là tâm thì lấy 1 và tâm sở thì 50, do cái phần sở hữu thì tính 5, và cái phần mà thích khinh nhu đó thì 6 cái cặp đó, 12 cái đó thì tính thành 6 cặp. Do đó sở hữu còn 50, và sắc pháp là 18 thì là 18 sắc có thực tính, có cái có tướng trạng, còn cái 10 cái sắc pháp kia thì ghi là trong sách của Hòa thượng Tịnh Sự thì là 10 pháp thực tính phụ. Thì đó là Nguyên Như hỏi như vậy. Con hiểu về như vậy, nhưng mà ở đây thì theo tài liệu này thì 72 pháp thực tính, thì bữa trước con ôn thì cũng có thống nhất là về nói về pháp thực tính thì có thể nói 70, có thể nói 80, là cộng cái 10 cái pháp thực tính phụ, hoặc cũng có thể nói là 72 giống như ở tài liệu này. Dạ con, đó là con hiểu có ý của Như như vậy. Còn bây giờ con nói 10, con xin nói thêm là 10 cái 18 cái sắc có thực tướng, đó là 4 tứ đại là đất, nước, lửa, gió. 5 sắc thanh triệt, đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, là 9. 4 sắc cảnh giới, đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị. 2 sắc tính, đó là nam tính, nữ tính, sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực. Đã tổng cộng là 18 sắc thực tính. Còn tâm thì 121 tâm, kể là 1. Rồi 52 tâm sở với 52 tâm sở, 18 sắc thực tính, một tâm và một niết bàn, thì như vậy tính ra là 72 pháp thực tính. Dạ. Còn cái hồi nãy là 10 pháp thực tính phụ, đó là trong cái lớp ôn bài. Dạ con xin xuống mic, con kính tri ân thầy. Rồi, xa thú. Rồi, trước tiên cô Meta nắm được hết chưa? Cô Meta ok ha?
Cô Meta, cô Nhật Quỳnh nắm được không? Ok, là mời cô Meta. Dạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Ra Giá. Rồi con kính cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, hồi nãy kêu con lên trước, thành ra con run quá, con quên. Rồi bây giờ quý vị nhắc lại thì con đã nhớ rồi. Dạ, cái đó là phần đầu của cái bài Bali mà thầy đã cho chúng con đọc. Con hiểu rồi. Dạ, bây giờ con xin nhắc lại để thầy coi con có còn sai sót chỗ nào hay không thì thầy bổ túc thêm cho con. Dạ, bây giờ con đọc lại câu hỏi là có bao nhiêu thực tính pháp và bao nhiêu phi thực tính pháp, rồi có bao nhiêu cái chế định pháp. Dạ, bây giờ con xin kể bao nhiêu thực tính pháp thì có 72 thực tính pháp. Đó là thứ nhất là tâm 121, nhưng mà nói ngắn lại là 1 cộng với 52 tâm sở là 53. 53 cộng với 18 cái sắc thực tính là 71, và cộng với 1 niết bàn là 72. Và con đã nhớ ra rồi. Rồi phi thực tính pháp thì gồm có 10. Đó là 10 cái sắc phi thực tính. Trong đó thì gồm có sắc hư không, rồi ba cái sắc đặc biệt là khinh nhu thích nghiệp là 4, và với lại 4 cái sắc tứ tướng là 8, và cái như vậy 18, và với 2 cái thân biểu tri và khẩu biểu tri nữa là 10. Đó là 10 cái sắc phi thực tính. Dạ, còn cái phần chế định pháp thì như hồi nãy con đã kể rồi. Thì như vậy con đã hiểu đúng chưa thầy, hay là có còn chỗ nào thiếu sót thì xin con dâng mic lại cho thầy để thầy bổ sung cho con ạ. Rồi, xa lắm được đó, hay lắm được đó. lộn xộn. Rồi, còn cái vụ kia lộn xộn kia đó là, thì vị nào người ta muốn phân cái nào phân, nhưng mà giờ mình học đây là mình ăn kia cái như là mình y cứ trên Bali, y cứ trên bản gốc đàng hoàng ha. Còn những kia người ta bỏ thêm bớt gì đó là quyền của người ta ha. Nhưng mà theo chúng tôi thấy bỏ mới bớt gì đó, thêm gì đó là cũng trả ích lợi vậy đó. Nhiều khi nó làm cho lộn xộn ha. Hạn như là chánh thân chánh tâm rồi hai đó mà sáu đó là gom là một, có nhiều khi trật lất, mỗi cái nó có phận sự khác nhau hết chứ đâu có giống nhau đâu đó. Mỗi phận sự nó đều khác nhau hết, mình đâu có gom vô chung được đại khái. Nhưng mà giờ mình học từ một cái dựa trên chính chánh tạng này, chúng tôi không có dám chế biến bậy bạ nha. Y cứ là cái bản gốc Bali rồi mình học theo đó, đó là như vậy ha. Rồi giờ câu số hai dễ. Trong lậu hoặc có tất cả mấy lậu? Thư ký chạy nó mất rồi. Trong lậu hoặc có tất cả mấy lậu? Rồi mời cô Nhật Quỳnh. Câu dễ quá, cô Nhật Quỳnh không nói đỉnh là thôi nha. Mời cô Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Thà Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Trung Đức. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Meta. Dạ, con sám hối đạo tràng này. Dạ, con có chút việc không còn ngồi trước quái. À, cả hội con lại thì nghe chị Meta phân tích mà theo dõi cũng chưa kịp nữa chị Meta. Dạ, nhưng mà để đó từ từ. Hãy lại bây giờ có câu hỏi này. Mai ra trả lời đúng. Dạ, câu hỏi số 2, trong lậu hoặc có tất cả mấy lậu? Dạ, trong lậu hoặc có 4 lậu. Là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Dạ,
Dạ, nếu Nhật Quỳnh có sai, kính xin thầy chỉ dạy giùm ạ. Dạ, kính nhân bích đến đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy ạ. Ơi, sao có sao nó dễ quá ha, 10 điểm. Rồi ạc cho cô Nhật Quỳnh lên là sướng quá. Rồi câu số 3, câu cuối cùng nha. Dục lậu chi pháp là tâm sở nào? Hữu lậu chi pháp là tâm sở nào? Kiến lậu chi pháp là tâm sở nào? Và vô minh lậu là chi pháp là tâm sở nào? Dễ quá trời ha. Dục lậu chi pháp là tâm sở nào? Hữu lậu chi pháp là tâm sở nào? Kiến lậu chi pháp là tâm sở nào? Vô minh lậu chi pháp tâm sở nào? Rồi. Thì cái nói theo ý mình đi, cái đó hiểu lâu giảng đó. Rồi, đó câu số 3, câu cuối cùng ha. Ai đây, coi ai đây, chỉ ai đây. Mục tiêu nhiều quá ha. Mời cô Tô Thị Phúng nghe. Mời cô Tô Thị Phúng. Rồi, giơ tay coi, alo. Có mặt không? Giơ tay lên. Rồi, mời cô Thị Phúng nghe. Dễ quá, lên lấy 10 điểm nghe. Dạ, con kính đảnh lễ sư trí đức. Kính lễ thầy và kính chào đạo tràng. Dạ con thì cũng lời dốt rồi, con cũng nói theo bài học của thầy, có gì thầy chỉ dạy thêm. Dạ, thưa dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu, nói chi pháp của bốn cái lậu này thì cái thứ nhất là dục lậu chi pháp là tâm sở tham trong tám tâm tham, tức là tâm sở tham kết hợp với tâm tham. Hữu lậu thì có 29 tâm, nó là 12 bất thiện, 8 tâm sở mà ta. Mười hai tâm bất thiện, 8 tâm thiện, 9 thiện đáo đại. Cái đó là con nói tâm, còn không biết tâm sở của nó thì không thấy thầy. À, tâm sở của nó là tâm sở tham kết hợp trong bốn tham ly tà. Còn kiến lậu là tâm sở tư trong bốn tâm tham tà kiến. Còn vô minh lậu tức là tâm sở si. Dạ, con chỉ nói vậy không biết có đúng hay không. Dạ, xin nếu có sai xin thầy dạy. Rồi, xa thú, rồi, 10 điểm, dở sách nói hay quá, dở sách, lật sách nói hay quá trời luôn. Rồi, giờ bắt đầu mình vô học tiếp theo số 4, vô minh lậu. Cô Minh Lậu, Thái Quýt Cha, Sá Quô. U Minh, Si Ám. Không nhận rõ sự thật về Tứ Diệu Đế. U Minh, Si Ám. Không nhận rõ sự thật về Tứ Diệu Đế. Phải. Đến đời sống quá khứ, vị lai. Phải. Đến đời sống quá khứ, vị lai. U Minh, đúng rồi, U Minh.
u minh, u minh nghĩa là u minh, u tối, u tối. Đến đời sống quá khứ, vị lai phải. Đến cả hai, đời sống quá khứ và đời sống vị lai. Đến cả hai, đời sống quá khứ và đời sống vị lai. Mười hai nhân duyên. Mười hai nhân duyên. Rồi như vậy người ta định nghĩa cho mình biết cái chữ Avicca Savo là vô minh lậu, thì nó mang một ý nghĩa là u tối, u minh, u tối, si ám, u si dốt nát, không có hiểu rõ, không có nhận rõ về những cái sự thật, không có nhận rõ về những cái điều mà nó thật có, nhất là về ví dụ nói về tứ diệu đế là mình nói về danh từ chuyên môn, tức là khổ đế, tập đế, diệt đế, đế là mình nói chuyên môn, thì mình nên hiểu là người mà không có nhận thức rõ về những cái sự thật, nhất là về tứ diệu đế thì gọi là vô minh. Và không có sự biết rõ u ám si mê về cái đời sống quá khứ. Có nhiều người chúng ta thấy trong cái cuộc sống họ không có cho là có đời sống quá khứ, họ bác như này đó ha, hoặc là đời sống vị lai họ cũng bác luôn, họ cho là không có, bởi vì họ vô minh, họ không thấy được những cái điều đó, không có tri kiến về điều đó, không có hiểu biết được đó, họ bị rơi vào những cái tà kiến. Không có cho rằng đó là có đời sống quá khứ hoặc là đời sống vị lai, và do vô minh không thấy được những điều đó, hoặc là cả hai, không có người cho có quá khứ mà không có vị lai, có người cho có vị lai có quá khứ, nhưng mà có người cả hai luôn, không cho không có luôn, đều là do u minh hết. Và nhất là về thập nhị nhân duyên, tức là 12 cái nhân duyên tạo nên cái đời sống luân hồi trong cái dòng sanh tử ha. Thì như vậy vô minh là nó bao trùm tất cả những cái đời sống của mình. Vì khi nào mình chưa có giác ngộ được, chưa có thành tựu được A-la-hán, đạo quả, thì lúc đó vô minh nó vẫn còn. Nó đeo bám mình suốt cả một cái đời sống luân hồi dài, nếu mình chưa có giác ngộ được, chưa có giải thoát được. Thì vậy đó là ý nghĩa về cái chữ vô minh lậu, tức là những cái pháp trí trải, những cái pháp mà tẩm ngâm lâu ngày lâu kiếp, nhiều đời nhiều kiếp, làm cho mình u ám u tối, mình không thấy được những điều này. Mà muốn giải tỏa được cái này chỉ có một con đường duy nhất thôi, mà không có vô con đường đó thì chúng ta vô phương. Con đường duy nhất đó là bát chánh đạo, và chúng ta phải đi vào cái con đường đạo lộ bát chánh đạo để chúng ta hành trì cho đến khi nào mà mình đâm thủng được cái màn của mình bằng cái trí tuệ của mình. Chứ không có một cái thần linh, một cái đấng nào có thể mà dập tan được cái màn vô minh này cho mình được hết. Mà chỉ có mình tự thân mình làm như thế này. Mình không làm thì không ai có thể làm được. Bởi vì vô minh là nó tự bên trong cái nội phần của mình ha. Cho nên cái sự u ám, sự u mê, cái sự không nhận rõ sự thật, quá khứ, vị lai về những cái sự mà xoay chuyển trong cái đời sống luân hồi. Mình không có biết được như đó. Cho nên phải chính tự thân mình vén cái màn của mình đó, chính tự thân mình phải nỗ lực, phải tu hành trì để mà diệt trừ vô minh này. Đó là cái cách duy nhất, là con đường độc nhất để mà để diệt tận cái sự vô minh này. Rồi xuống dòng, vô minh có là tám pháp vô minh. Tám pháp vô minh. Tám pháp vô minh. Một, không biết đến khổ.
biết đến khổ. Hai, không biết nguyên nhân sinh khổ. Không biết nguyên nhân sinh khổ. Ba, không biết sự diệt khổ. Không biết sự diệt khổ. Bốn, không biết con đường thực hành dẫn đến diệt khổ. Không biết con đường thực hành dẫn đến diệt khổ. Năm, không biết quá khứ. Sáu, không biết vị lai. Bảy, không biết quá khứ vị lai. Không biết quá khứ vị lai. Tám, không biết lý duyên sinh. Không biết lý duyên sinh. Rồi, như vậy cho chúng ta biết là có 8 cái pháp vô minh. À, 8 cái pháp này là 8 cái pháp mà làm cho cái đầu óc mình nó tối tăm mịt mù. Thứ nhất là không biết đến khổ. Thì cái chữ khổ này thì chúng ta đừng có hiểu theo kiểu mà pháp đời, đừng hiểu là khi nào mà bị bệnh, bị đau, bị nhức cũng là khổ. À, còn không là hạnh phúc, sung sướng, ăn uống, no nê, hưởng thụ là sung sướng, là hạnh phúc. À, mình hiểu theo cái đó là mình hiểu thô tháo theo kiểu dạng ở đời. Nhưng mà không biết đến khổ này là nói đến cái sự mà vô thường là khổ ha. Cái sự mà biến đổi, sự sanh hoại diệt của nó là, thì mình phải hiểu đó là không biết đến những cái pháp đó. Mình không có biết được cái sự khổ, mà khổ của cái bức bách, khổ của cái sự vô thường, khổ của cái những cái sát na sanh trụ diệt. À, từ cái sanh qua trụ đã khổ, rồi trụ qua diệt đã khổ, thì mình hiểu biết nó sâu sắc hơn là cái sự khổ là nó liên tục trong cái đời sống của mình, chứ không phải là để lúc mà bị gì này cái kia mà là khổ. À, và chính vì như vậy chúng ta vô minh, mình không biết được cái đó. À, mình không biết được cái sự khổ này, không biết được những cái chi tiết, những cái mà vi tế của sự khổ, cho nên mình mới tham ái. À, mình tưởng là thường còn, mình tưởng là cuộc đời là an lạc hạnh phúc, à, chính vì chỗ đó mới gọi là vô minh, mình không biết đến khổ. À, đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải để ý cái chữ khổ này, chữ đúc khá là khổ, tức là khó chịu đựng, là khó không thể mà chịu nổi những cái sự mà thay đổi vô thường đó. À, thì như vậy là chữ khổ này mình phải hiểu một cách trí tuệ, chứ không phải hiểu một cách kiểu mà phàm phu tục tử ha. Kiểu mà khi mà bệnh đau nhất thì mới là khổ, còn bình thường ăn uống sung sướng vui chơi là hạnh phúc. À, thì cho nên mình hiểu theo cái pháp đời ha, nó không phải là như vậy. Cho nên chính vì đó chúng ta vẫn còn vô minh đầy dặt ha. Rồi không biết nguyên nhân sinh sự khổ, còn cái này là càng khó nữa. À, tức là mình không biết cái nhân chủng, cái nguyên nhân nào mà nó sinh ra cái sự khổ đó. À, mình không biết được. À, mà mình cứ cho rằng
cái đời sống này của mình là có một cái vị nào đó, một thần linh nào đó, một vị tối cao nào đó sinh ra cái vũ trụ này, sinh ra cái thế giới vạn vật này. Cho nên mình không biết được nguyên nhân sinh ra cái khổ này, mang thần ngũ uẩn này là khổ, mà mình không biết, mà mình cho là có một vị nào đó chứ không phải là cái nguyên nhân của nó. Cho nên chính vì vậy đó chúng ta vô minh, mà hãy vô minh không biết được nguyên nhân cái sự khổ đó, thì nó phát sinh những cái tri kiến lầm lạc, nó phát sinh tà kiến thủ, phát sinh những cái sự hiểu biết sai lệch, cho nên đưa đến cái sự khổ lại càng khổ thêm, do chính vì chúng ta không biết được cái nguyên nhân sanh ra cái sự khổ. Rồi không biết diệt khổ, tức là không biết cái sự chấm dứt cái nỗi đau khổ này, không biết cái một điểm, cái làm thế nào để nó chấm dứt được, là mình không biết được, đó chính là cái sự mình dập tắt cái sự khổ. Thì những cái này là quá khó, chỉ có Đức Phật Ngài mới khám phá ra được cái này không, Ngài mới thấy chứng ngộ được cái điều này. Rồi không biết con đường thực hành dẫn đến diệt khổ, là cái con đường mà để mà chúng ta tu tập, để mà hành trì, để đưa đến cái sự diệt cái sự đau khổ này, là chúng ta hoàn toàn mù tịch. Nếu mà không có Đức Phật ra đời, không có Đức Thế Tôn xuất hiện trên thế gian này, thì cái con đường này coi như là bịt mù sương khói luôn. Chúng ta không thể nào biết được. Cho nên chính vì như vậy chúng ta không biết được con đường dẫn đến diệt khổ, cho nên chúng ta phải bị khổ. Và chính vì chúng ta bị khổ như vậy thì cả một cái đời sống luân hồi của mình, nếu mình không biết được con đường này, không biết được cái sự thực tập để diệt khổ này, thì chúng ta khổ miết luôn, khổ dài dài. Rồi không biết quá khứ, không biết vị lai, không biết quá khứ vị lai, cái này lại đương nhiên là mịt mù sương khói luôn ha. Rồi ngay cả lý duyên sinh nữa, thì chỉ khi nào chúng ta nhắc ngộ được, chúng ta mới có thể hiểu được cái lý duyên sinh này một cách rõ ràng được thôi, còn không thì rất là khó. Ngay cả ngài Ananda mà Đức Phật còn nói là chưa có hiểu biết được lý duyên sinh này được bao nhiêu, vì ngài còn là bậc tu đà quần mà ngài chưa có hiểu rõ hết. Đức Phật nói là cái lý duyên sinh này nó như là cái mối tơ bò, như là chỉ rối này, rất khó mà chúng ta thấy được. Mà quả thật như vậy, khi chúng ta học vào lý duyên sinh, vô minh chân hành, hành nhân đức, mình học hết tất cả di pháp thì mình hiểu được, mình hiểu được cái vỏ bên ngoài thôi, chứ mình chưa có hiểu được cái gì bên trong, cả một cái sự mà rối rắm mà ghê gớm lắm, mà khó mà chúng ta mà nắm được lắm. Bởi vì quá vì thế này, từ cái vô minh mà nó duyên cho hành thì không biết bao nhiêu vấn đề nó ẩn tàng bên trong đó mà mình không hiểu được. Mình chưa biết được nó như thế nào, chỉ một cái gì pháp thôi mà mình hoàn toàn mù tịch ha. Cho nên đây là cái vấn đề mà tám cái nguyên nhân, tám cái mà được gọi là tám cái pháp vô minh, và bốn cái đầu là thuộc về tứ diệu đế. Khổ tạ khổ, rồi nguyên nhân sự khổ, rồi sự diệt khổ, và con đường thực hành cái diệt khổ là thuộc về tứ diệu đế. Và bốn cái sau là vô minh về thời quá khứ, vị lai và cả hai thời, và vô minh về lý duyên sinh. Tám cái này là khi nào chúng ta muốn xóa được tám cái này thì chỉ có con đường duy nhất, chú dòng ghi diệt trừ vô minh 2. Diệt trừ vô minh. Rồi, muốn mà diệt trừ được cái tám cái pháp của mình này là chúng ta phải như thế nào? Là bát chánh đạo. Bát chánh đạo trong tâm tứ đạo. Tuyệt của mình. Bát chánh đạo trong tâm tứ đạo. Diệt tuyệt của mình. Rồi, tức là muốn diệt trừ được minh này á, thì chúng ta phải hành trì bát chánh đạo cho đến khi nào mà tám cái chi pháp này nè, bát chánh đạo này nè, nó đồng sanh trong tâm tứ đạo, tức là bậc A La Hán đạo đó. Thì khi mà bát chánh đạo đồng sanh trong tâm tứ đạo thì lúc đó vô minh bị diệt trừ luôn, bị dứt tuyệt luôn, không còn có một chút dư sót nào ở trong đó.
thì cho đến khi đó chúng ta mới diệt trừ được vô minh. Thì như vậy, đây là xác định cho chúng ta biết có một cái con đường duy nhất chính là Bát Chánh Đạo. Mà Bát Chánh Đạo hành trì đúng pháp, đúng theo những cái gì pháp trong đó thì chúng ta sẽ giết được một cách tốt đẹp, một cách hoàn mỹ luôn. À, đây là cái con đường mà chỉ có Đức Thế Tôn Ngài khám phá ra được thôi. Ngoài ra không có một giáo chủ nào, một cái tôn giáo nào mà có được cái Bát Chánh Đạo này hết. Rồi giờ phút này chúng ta có được Bát Chánh Đạo trong tay thì chúng ta phải biết tận dụng ha. Phải biết cùng nhau mình tu tập, mình cố gắng, mình hành trì theo Bát Chánh Đạo. Thì chắc chắn một ngày nào đó là do cái duyên, tất cả pháp đều do duyên mà. Nếu mà mình hành đúng theo Bát Chánh Đạo thì cái duyên lành này là nó sẽ đưa chúng ta đến một ngày nào đó nó sẽ đồng sanh trong tầm tứ đạo, dứt trừ được vô minh. Và khi chúng ta dứt tuyệt được vô minh thì Niết Bàn nằm trong tay của mình ha. Chứng ngộ Niết Bàn và thành tựu cứu cánh giải thoát. Những việc đã làm xong, những cái nặng đã được đặt xuống, như vậy là chúng ta đã thành tựu được A-la-hán đạo quả. Đó là cái con đường duy nhất để đưa chúng ta diệt trừ được vô minh. Rồi bây giờ Bát Chánh Đạo, mời ai lên nói dùm Bát Chánh Đạo coi. Bát Chánh Đạo là gồm những gì, chi pháp như thế nào? Ai tình nguyện ấy, mời Nguyễn Dư lên đây trả bài Bát Chánh Đạo. Chi pháp là gì? Đâu rồi, giơ tay coi. Thêm ru à. Ai tình nguyện giơ tay, ai tình nguyện giơ tay đây. Rồi, mời cô Hồng Nhung nói về Bát Chánh Đạo và chi pháp của nó luôn nha. Dạ, con thưa thầy, Bát Chánh Đạo là 8 con đường hay là con đường 8 nhành, đó là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chi pháp của nó là tâm sở ngăn trừ phần, là 3 cái tâm sở ngăn trừ phần. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn thì đó là tâm sở cần, chánh niệm là tâm sở niệm, mà chánh định là tâm sở nhất hành. Chánh tư duy và chánh kiến, chánh tư duy đó là tâm sở tầm và chánh kiến là tâm sở trí tuệ. Dạ, đó là 8 là chi đạo, là 8 tâm sở. Mà ở phải ở trong tâm đạo thì mới tính là 8 là Bát Chi Đạo ạ. Rồi, xa thôi. Có gì nắm được mà, alo. Cô Trọng Nguyễn ghi ra được không? Bát Chi Đạo, Bát Chánh Đạo. Rồi, đúng rồi, ghi ra cho quý vị thấy ha. Chánh kiến là tâm, là chánh kiến là trí tuệ đó ha, là tâm sở trí tuệ. Chánh tư duy là tâm sở tâm. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là 3 cái giới phần. Chánh tinh tấn sở cần, chánh niệm sở niệm, chánh định là tâm sở nhất hành, sở định. Rồi đó, chúng ta nắm được 8 chi pháp. Mà 8 cái này á, nó khi mà nó đồng sanh trong tâm tứ đạo thì là chúng ta là diệt trừ được vô minh. Còn nếu những cái tâm đạo khác thì nó chỉ là diệt trừ những cái kiến sự khác, nó tùy theo ha. Rồi, đó là cái như vậy ha. Rồi xuống dòng về vô minh thì chi pháp 2. Chi pháp. Tâm sở si trong 12 tâm bất thiện.
Có thấy cái bài mỗi cái câu post là cái gì? Thấy không? Ok, đó là chi pháp tâm sở si trong 12 tâm bất thiện. Avijja sambo sabba kusale su uppajjati. Và vô minh ô nhiễm phát sanh trong tất cả tâm bất thiện, tất cả bất thiện tâm. À, Pali cho mình biết vậy. Nhưng mà đây là nói về trực tiếp, tức là nó cũng có mặt cùng lúc đồng sanh trong tâm bất thiện, tâm bất si, đây là vô minh. À, nhưng mà những cái tâm thiện đi lên cho tới Anaham luôn thì từ dục giới rồi lên sắc giới, hương giới, tâm sân si đó, vô minh nó cũng vẫn có, nó đi một cách gián tiếp ha. À, nó gián tiếp mà nó ẩn tàng, ngủ ngầm ha. Cho đến khi mà A La Hán đạo quả mới diệt trừ được vô minh. À, cho nên đây là nó nói về chi pháp về là coi như là trực tiếp nó có mặt ở tâm sân si trong 12 tâm bất thiện. Rồi, xuống dòng 12 tâm bất thiện nhân 8 pháp vô minh bằng 96. 8 pháp vô minh bằng 96. Rồi, tức là lấy 12 tâm bất thiện là chi pháp á, mình nhân cho 8 cái pháp vô minh nãy mình mới học á. À, thì nó phát sinh ra tới 96, 96 pháp vô minh. À, mà tính trực tiếp ha. À, đó là như vậy. Còn thêm những cái kia thì mình khỏi mình tính ha, nói ra là chúng ta đã hiểu được như vậy không? Rồi như vậy là về cái vấn đề vô minh này, cho mình biết là nó có 8 pháp vô minh, mà 8 pháp vô minh này là lấy 4 cái coi như là tứ diệu đế, khổ, tập, diệt, đạo là 4 cái đó, rồi thêm 4 cái nữa là quá khứ, vị lai, rồi cả hai, rồi lý duyên sinh. À, là như vậy, có 8 pháp vô minh. Và 8 pháp vô minh này muốn diệt trừ được nó tận gốc thì chúng ta phải hành trì bát chánh đạo, là tu tập theo pháp bát chánh đạo cho đến khi nào bát chánh đạo đồng sanh trong tâm tứ đạo, diệt trừ được vô minh hoàn toàn, thì lúc đó chúng ta mới diệt trừ được cái vô minh. À, đó là cái vấn đề mà cốt yếu chủ đạo trong cái phần này ha. À, cho nên chúng ta phải nắm được cái gì pháp này và mình hành, mình tu tập theo pháp này. Giờ trước tiên là chúng ta phải thực hành theo giới, chánh ngữ, chánh mạng, mình tu tập theo giới, cho nó được là giới được trong sạch, giới được tròn đủ. Tức là chánh ngữ là giữ cho cái lời nói được trong sạch, lời nói ngay ngắn, đúng đắn, chân chánh, không có nói dối, không nói đâm thọc, không nói gây tổn thương cho người khác, luôn luôn nói những lời chân chánh này ha. Thì đó về giới phần chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, cả ba cái đó mình phải tu tập cái đó. Mình cứ y cứ đây, mình cố gắng mình tập theo, mình hành trì như vậy. Mình hành mỗi ngày, mình để ý, mình muốn hành trì được những cái pháp này đó thì quý vị phải có một cái sự ghi nhớ, phải có một cái sự biết mình, phải có sự ghi nhớ. Khi mình muốn làm gì, muốn nói gì, muốn hành động gì thì mình phải nhớ là mình đang thực hành giới. Thì như vậy mình mới tránh, mình mới có thể mà không bị phạm được. Còn mình quên mình một cái, mình quên một cái là mình dính liền ha. Ngồi muốn tám cái, muốn nói tiền bị bạ, muốn tám nó dốc này cái, thì khi mà chúng ta vừa chế tính làm vậy thì mình nhớ là mình đang tu tập về chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Mình cố gắng mình tu tập, mình hành trì cái pháp đó cho nó được đúng đắn bằng cách là chúng ta thực hành bát chánh đạo. Và trí nhớ là cái quan trọng, chúng ta phải luôn luôn nhắc trong tâm mình là đang hành đó. Chứ mình không có nhắc trong tâm mình nữa, tâm mình nó quên. Người mình nó kỳ lắm, khi mà mình không có sự nhắc nhở nó quên. Rồi muốn cho cái giới này được vững mạnh tốt đẹp nữa, chúng ta phải hành qua cái định, là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Tức là chúng ta phải bước vào cái phần định này, là phải có sự nỗ lực tinh tấn đi vào pháp hành, tu tập về niệm, ghi nhận, ghi nhớ các pháp đang hiện hữu, đang sanh khởi. Mình tập ghi nhận như vậy, khi mình tập ghi nhận để cho cái tâm mình càng lúc nó càng sáng chói, càng lúc nó càng bình tĩnh, là càng lúc nó càng yên tĩnh xuống, nó lắng động xuống, chúng ta có thể đạt được cái sự yên tĩnh nhất tâm. Thì như vậy chúng ta đạt được cái định. Và nói nếu mà chúng ta tu về tứ niệm xứ thì cái định này chúng ta chỉ cần đạt tới sát na định, và nó cũng đã có thể mà hướng qua cái pháp hành xứ.
Thì như vậy phải có cái định, phải tu tập định. Mà khi định này lấy niệm làm chính, lấy cái tâm sở niệm, lấy cái sự mà chánh niệm để mình ghi nhớ, ghi nhận cái gì? Ghi nhận từng cái lời nói của mình là chánh ngữ, ghi nhận từng cái hành động của mình là chánh nghiệp, ghi nhận từng cái sự mà nuôi mạng của mình là chánh mạng. Mình phải có sự ghi nhận như vậy. Thì muốn ghi nhận được gì, những cái này chúng ta phải có sự thực tập, phải có sự quân tập về niệm. Quân tập về niệm là tu tập về tứ niệm xứ, là cách mà dễ nhất mà để mà chúng ta dễ thành tựu. Tức là chúng ta phải có sự ghi nhận, ghi niệm niệm thân, tức là thân của mình như thế nào, mình phải có sự ghi nhận về nó. Ví dụ như mình đi, đứng, nằm, ngồi, làm cái gì mình cũng phải có sự ghi nhận, sự ghi nhớ những cái đó. Mình tập như vậy đó, do có cái sự ghi nhớ, ghi nhận như vậy nó quen thành thói quen. Vì như vậy cái tâm mình nó trở nên sáng chói, là tâm mình nó tốt đẹp. Và tâm mình nó tốt đẹp như vậy nó hỗ trợ cho cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng của mình được tốt đẹp, được lớn mạnh, được là vững chắc hơn. Và như vậy giới mình được vững chắc, giới mà vững chắc được là chúng ta có được cái nền tảng. Giống như mình xây nhà, mình có cái nền tảng, cái nền nhà mình nó được vững chắc. Khi nền nhà vững chắc rồi mới tính tới chuyện khác. Còn nền mà còn lơ mơ là xây nhà nó sập á. Cho nên muốn nhà vững chắc là chúng ta phải có niệm, phải tu tập niệm, bổ túc niệm. Niệm càng lớn mạnh thì cái giới mình càng vững chắc. Nó hay lắm, cái nhân pháp mà nó có những cái sự liên hệ với nhau, nó duyên với nhau, nó rất là tuyệt vời. Và như vậy thì chúng ta chỉ cần tu tập chánh niệm cho tốt vô. Mỗi ngày làm cái gì, đi, đứng, nằm, ngồi, và thở vô, thở ra, đều tập ghi nhận cho nó quen, đều tập ghi nhận cho nó thuần thục, cho nó có trí nhớ. Rồi từ cái sự ghi nhận thuần thục có trí nhớ này, mình mới đi sâu vô pháp, mình mới đi sâu lần như lịch. Chứ lúc đầu thì là mình chỉ có ghi nhớ thôi, cái quan trọng là tập cứ ghi nhớ vậy. Nhưng mà từ từ quen thuần thục, cái tâm mình nó quen, thì bắt đầu cái trí tuệ nó phát sanh, bắt đầu chánh kiến nó phát sanh, chánh kiến, chánh tư duy bắt đầu nó phát sanh. Thì khi mà chúng ta có phát sanh trí tuệ, mình sẽ thấy được từng cái một vi tế mà nhỏ một. Ngày gì mình đi dơ bước chân đi thì mình sẽ thấy được thực tính pháp nó sẽ diễn tiến như thế nào. Những cái thể trạng, những cái thực trạng của nó phát sanh, mình sẽ thấy rõ bằng trí tuệ thực chứng của nó. Và chúng ta sẽ thấy được những cảm thọ trong những lúc chúng ta chuyển động như vậy. Những cảm thọ nào sanh, hoặc là những loại tâm nào sanh, những pháp nào sanh, mình sẽ thấy rõ do nhờ có trí tuệ. Và trí tuệ phát sanh càng lớn mạnh thì chúng ta thấy càng rõ, và càng rõ thì những cái chi pháp nó càng hiện bày. Và chi pháp nó hiện bày rõ ràng, chúng ta thấy được, nắm bắt được. Vì thì lúc đó quý vị sẽ thấy được vô thường, khổ, vô ngã, nó sẽ trước mặt của mình ha. Nó sẽ hiện hữu trước mặt của mình. Và khi nó hiện hữu trước mặt mình thấy được rõ ràng từng cái chuyên pháp mà nó phát sanh lên, nó diệt đi, mình thấy được rõ những cái pháp đó. Mình thấy đâu là danh, đâu là sắc, mình thấy đâu là vô thường, đâu là khổ, đâu là vô ngã, mình thấy rõ ràng một kích nó như vậy. Thì từ đó trí tuệ chúng ta sẽ tự nhiên do duyên từ đó nó phát sanh, và nó tiến hóa cho đến khi chúng ta chứng đắc được đạo quả. Chỉ trong cái vấn đề mà chúng ta ứng dụng bát chánh đạo này đúng lúc của nó, đúng thời, đúng điểm của nó, và đúng chi pháp của nó, thì chúng ta sẽ đạt được một cái kết quả và rất là tốt đẹp, mỹ mãn, đúng theo con đường bát chánh đạo. Còn nếu chúng ta lệch, chúng ta đi lệch một cái là nó sẽ đi ra ngoài luôn, nó sẽ làm cho mình có cái sự hiểu sai, mình sẽ đi lệch đó. Chẳng hạn như mình đang niệm mà mình có tà niệm vô cái là coi như nó đi luôn. Hoặc là mình tu tập mình có sự suy diễn, mình chế biến, mình tự biên tự diễn, mình cho là pháp này là đúng, kia là đúng, mình tự chế ra phương pháp tu tập và mình lạc ra khỏi dòng bát chánh đạo, tức là chúng ta bị rơi vào trong tà kiến, và rơi tà kiến thì vô phương. Cho nên phải cẩn thận như này, phải giữ cái tâm mình cho nó thật là chân chánh, thật là đúng đắn, nằm trong cái khuôn khổ của bát chánh đạo. Đi ra khỏi bát chánh đạo là không thể nào thành tựu được. Đây là cái mà chúng ta cần phải lưu tâm, cần phải ghi nhớ. Bát chánh đạo là con đường duy nhất để vượt khỏi sầu u bi khổ não, thành tựu chánh trí, cứu cánh đi bàn. Đó là cái điều mà chúng ta không thể nào quên được hết. Bởi mình quên cái này là mình đa số là bị rơi vào trong cái trường hợp này. Tu một thời gian cái chế blum la
chế biến là tự mình tự xưng là thiên cơ rồi mình chế tôm lum tà la, thì đó là chúng ta đi lạc ra khỏi bát chánh đạo. Mà khi lạc ra khỏi thì cái trời cứu là nhân ai cứu, mà ông trời cũng chịu thua luôn. Đó là cái hữu ích của những cái chúng ta học được, mình hiểu biết được và như thế nào là sẽ ứng dụng trong cái đời sống thực tập của mình ngay từng giây từng phút một. Có chánh niệm tỉnh giác, có sự tinh tấn, có sự mà biết mình, có sự ghi nhớ rõ ràng đúng pháp, thấy rõ các pháp như chân như thật, trí tuệ từ đó phát sanh. Và trí tuệ phát sanh sẽ đưa duyên cho chúng ta thấy những cái pháp vô thường, khổ vô ngã như thế nào, và niết bàn sẽ hiện ra trước mắt chúng ta. Đó là vấn đề như vậy. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Do phước báo mình học vi pháp hôm nay, nguyện cầu cho tất cả chúng ta lưu được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có thành tựu chích chánh trí đồng đường nhau cả hải. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong room thành kính tri ân thầy Kinh rất là nhiều đã giảng dạy bài học ngày hôm nay để cho đạo tràng nghe, hiểu và có thể thực hành để được sự lợi ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Và cũng kính bản thân Nhật Quỳnh thì rất là tri ân thầy hôm nay dạy ngắn, gọn, dễ hiểu. Dạ, cái đầu ngu Nhật Quỳnh cũng hiểu được nên rất là tri ân thầy. Dạ, con không biết đại đức Pháp Trang có trước máy không bạch sư? Sư có trước máy không, sư cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, con tri ân sư. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp, và sau khi chúng con sám hối, chúng con cung thỉnh đại đức Pháp Trang chúc phúc cái đạo tràng ạ. Ruột tam ăn ghê na quanh đê hăng ba đạo phẳng xung và ruột tam ăn buốt thể vô khà lì tổ đô sơ bụt thô khà mặt tù tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dĩ chân đức Phật là đấng chi tôn chi thanh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo. Phật bảo sát tội anh cho con ua tam ăn ghê na quanh đê hăng thầm anh cho đức quý thân và răng thầm mê vô ca li tô đổ sơ thầm mô khà mặt tù tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu đầm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê là quanh đê hăng sân khanh chà được quy thoát tam ăn sân khê vô ca li tổ đô sơ sân khô ca ma tu tăng ma măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc căn bảo là phạm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Trang từ bi phúc chúc cho đạo tràng và con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Mà trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức Ba Ngôi Tam Bảo, Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con xin thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng và kính chào đại đức tại đức, và xin thân chào toàn thể quý tu nữ và chư Phật tử. Giờ đây chúng con xin được phép đại diện Chư Tôn Đức Tăng để phúc chúc đến toàn thể đạo tràng chư Phật tử. Nam mô Bụt Tha Giá. Phavatusa pamangkalanga kantusa padevata sa papota no favena sada sote favantute favatusa pamangkalanga kantusa padevata sa patamma no favena sada sote favantute favatusa pamangkalanga kantusa padevata sa pasangkam Đạo Phà Quê Na Sa Đa So Thị Phà Hoàn Tu Tê tất cả phước bao hàng có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư Tăng,
các sự an lạc thường thường đến người tây atalata suketa kulaha potasa sani aroga suketa ho hisaha sape thì nhà tê phi cầu xin cho các thiền tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự thăng hoa trong đường Phật đạo hoa. Cầu xin cho các thiền tinh khỏi bệnh hoạn cho mình và những người trong gia viên cả tại Sietaya Chanagata Sietama Tu Sietama Tu Sietama Tu Idam Phalang Etasmin Ratanatayasmin Sambasa Danache Etaso. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tổ mỹ mãn, cho được thành tổ mỹ mãn, cho được thành tổ mỹ mãn. Sa thu sa thu lành thai và đề quá ta sanh ti vi ha ra qua xin ni thu bề kha rê bơ thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đa nê na pha quan tu bu chi ta so thình ca rôn tê tha vi ha ca man đa lê thay ra cha ma cha na qua ca cha phi kha bô sa ra mi ca đa na ba ti u ba sa ca Gama cha đề sa ni gama cha esara sa ba na phu ta su khi ta pha quan tu te cha ra bu cha ye bu cha an na sam pha qua san se da cha ta a tha vua pa ba ti ca nếu ya ni căng tham ma qua rang ma tích cha te sa be bi du kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tăng tham mơ tham ma tha ra cha phục ca la sẵn gơ hô tu sa mắc gơ và a tha cha cha hi ta cha cha ẩm hai ra kha tu sa tham mơ sa bê bi tham ma cha đi nơ vụt thinh sam ba bồ nãy ya ma tham ma đi dập ma quê đi tê ngưỡng cầu ca đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thật nơi cây bồ đề chúng con xin hội họp về sẽ dùng pháp thi tiền bề cúng dân rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn náu phước hằng hạ xa tỳ khu trần luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiền nam tính nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an khương chúng sanh bốn loại không lường non thai thấp hóa khi nương pháp lành giải thoát pháp bảo nên thành đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đài cầu cho hưng thạnh lâu dài pháp thiện tri thức các ngài mở mang bậc tu sinh được bình an cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau lại thêm phẩm hạnh thanh cao những quả lợi ích cao kịp thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi xin cho cả thảy chúng con tân hóa trong pháp Phật rồi giao truyền. Nam mô Bụt Tha Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con học duy diệu pháp ngày hôm nay đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính nhân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Phước Quang, chùa Viên Giác, chùa Pháp Luân, chư thiên chung quanh nhà thầy kinh, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể kinh nam, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát.